Rồi hôm nay sẽ review cho mọi người một cái miếng lót mũi giày dành cho giày cao gót và giày búp bê. Thì cái miếng này được cấu tạo bằng ở phía dưới là bằng mút ở trên được ép với lại vải giúp êm chân và thấm hút mồ hôi rất là tốt. Thì sản phẩm này có 3 màu. Màu chấm bi đen, màu kem và màu đen. Thì cái sản phẩm được thiết kế 4D được ép rất là chắc để khi mà mình mang vào thì nó giúp cho cái phần các cái ngón chân và cái phần bàn chân mình sẽ không có bị đau và đặc biệt là rất là êm rồi cảm ơn mọi người đã xem